Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chuyên mục An ninh Con Tum hôm nay, kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi phần tin về công tác xây dựng lực lượng và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Tiếp theo là phản ánh về Công an thành phố Con Tum quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy. Phần cuối chuyên mục là phóng sự, hiệu quả từ cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Sau đây là nội dung chương trình. Công an tỉnh Con Tum, công ty cổ phần cao su Sa Thầy và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Chư Mâm Ray vừa tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp bảo vệ an ninh trật tự. Qua 7 năm thực hiện quy chế phối hợp bảo vệ an ninh trật tự, ba đơn vị đã phối hợp làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật, thường xuyên trao đổi thông tin, tài liệu liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự. Công an tỉnh đã điều tra, phát hiện hàng chục hành vi vi phạm pháp luật, sai phạm trong sản xuất kinh doanh, làm tốt công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và tài sản của hai công ty. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng đưa ra những hạn chế tồn tại để cùng rút kinh nghiệm, thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự trong thời gian tới. Lãnh đạo các bên đã ký kết quy chế phối hợp, tiếp tục trao đổi thông tin nhằm kịp thời xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, những vụ việc có dấu hiệu vi phạm kinh tế, tiêu cực, tham nhũng, quan tâm tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ, nhân viên ở các bộ phận thiết yếu. Chủ động đề ra các phương án phòng chống cháy nổ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Nhân dịp này, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã tặng bằng khen cho 6 tập thể và 12 cá nhân của lực lượng Công an tỉnh Kon Tum. Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum tặng giấy khen cho 4 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế phối hợp bảo vệ an ninh trật tự giai đoạn 2015-2022 giữa Công an tỉnh với Công ty Cổ phần Cao su Sa Thầy và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Chư Mâm Ray. Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng hậu cần kỹ thuật Công an nhân dân, 25 tháng 1 năm 1948, 25 tháng 1 năm 2023, Hội Phụ nữ cơ sở Chi đoàn phòng hậu cần tổ chức chương trình bữa cơm nhân ái tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Chương trình đã trao 220 suất cơm, 100 suất cháo cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Kinh phí thực hiện chương trình do cán bộ, hội viên, thanh niên phòng hậu cần đóng góp, chia sẻ một phần khó khăn với người bệnh và gia đình bệnh nhân, động viên người bệnh yên tâm điều trị bệnh. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, thể hiện tinh thần tương thân tương ái trong mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên, Công an tỉnh Kon Tum nói chung và phòng hậu cần nói riêng. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Kon Tum đã tuyên phạt bị cáo Lâm Văn Sấy, sinh năm 1965, trú tại thôn Ngọc Hải, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, mức án tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, ngày 19 tháng 1 năm 2022, tại thôn Đắc Nông, xã Đắc Xú, huyện Ngọc Hồi, lực lượng chức năng đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Lâm Văn Sấy khi đang trên đường đi tiêu thụ ma túy. Khám xét khẩn cấp tại nhà Lâm Văn Sấy, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ một túi ni lông chứa ma túy. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận ngày 15 tháng 1 năm 2022, khi đang đi làm dãy, gặp một người đàn ông người Lào, không rõ thân nhân, lai lịch, thỏa thuận nhận bán ma túy cho người này. Nếu bán được, tiền sẽ chia đôi. Sau khi lấy ma túy mang về nhà cất giấu, khoảng 16 giờ ngày 19 tháng 1 năm 2022, có một người đàn ông hỏi mua 150 gram ma túy với giá 20 triệu đồng. Sấy đồng ý và thỏa thuận địa điểm giao dịch mua bán ma túy. Khi đang trên đường mang ma túy đi tiêu thụ, đối tượng bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ. Kết luận giám định hai mẫu chất rắn dạng tinh thể màu trắng được niêm phong gửi giám định có tổng khối lượng hơn 760 gram ma túy loại methamphetamine. Trong 10 tháng qua, Công an thành phố Kon Tum đã quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy, khởi tố 40 vụ, 65 đối tượng, thu giữ hơn 180 gram ma túy các loại, xử phạt vi phạm hành chính 37 đối tượng với tổng số tiền 60 triệu 500 nghìn đồng. Đáng lo ngại, phần lớn các đối tượng còn rất trẻ, trong số đó có người dân tộc thiểu số. Nhận thấy tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, liên tục thay đổi địa điểm sử dụng ma túy, khiến việc phát hiện của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, tập thể lãnh đạo Công an thành phố Kon Tum đã tập trung chỉ đạo đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy, các đội nghiệp vụ, công an các xã, phường triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với loại tội phạm này.
chúng không trực tiếp thực hiện vận chuyển mà thuê người đi gửi và nhận hàng, sử dụng các phương tiện giao thông. Trước khi mà chúng gửi hàng thì chúng sẽ gói và ngụy trang trong các cái gói hàng, sau đó để gửi trên các cái phương tiện giao thông như xe khách, xe buýt hoặc là kể cả là phương tiện bằng taxi. Khi mà thấy mà không an toàn thì các đối tượng này sẽ không nhận hàng và sẽ không trực tiếp ra mặt. Dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Công an thành phố Kon Tum, cùng với tinh thần quyết tâm đấu tranh đến cùng với tội phạm ma túy, các lực lượng chức năng đã tập trung điều tra cơ bản địa bàn, đánh giá, phân tích thủ đoạn phạm tội của các đối tượng, rà soát các đối tượng trong diện quản lý về ma túy, đồng thời sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn. Những lúc tưởng chừng như cái thông tin về đối tượng, quy luật đối tượng đi vào bế tắc, anh em chúng tôi vẫn quyết tâm. Trời lạnh 11, 12 độ C, anh em chúng tôi vẫn quyết tâm theo đối tượng. Có những buổi chúng tôi ăn chanh chấm muối, anh em vẫn nói với nhau thôi cố gắng, đã theo tới đây rồi, không thể bỏ cuộc được nữa, phải theo và bắt bằng được cho đối tượng, bắt đối tượng phải quy án. Đặc biệt hơn, tội phạm này đang có chiều hướng trẻ hóa, trong đó có các đối tượng là thanh niên trong vùng dân tộc thiểu số ngày càng tăng. Điển hình, vào đầu tháng 9 năm 2022, Công an thành phố Kon Tum đã khởi tố 6 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong đó, có tới 5 đối tượng là người dân tộc thiểu số, độ tuổi từ 18 đến 25, trú tại xã Chư Hờ Reng. Nguyên nhân dẫn đến phạm tội cũng là từ lối sống đua đòi theo bạn bè của số thanh niên này. Chơi mới bạn chơi thì chơi. Hành vi của tôi đã sai, vi phạm pháp luật. Tôi ở đây tôi rất hối hận. Từ đầu năm 2022 đến nay, Công an thành phố Kon Tum liên tiếp phát hiện và khởi tố 40 vụ, 65 đối tượng liên quan đến ma túy, thu giữ hơn 180 gram ma túy các loại, xử phạt hành chính 37 đối tượng với tổng số tiền 60.500.000 đồng. Song song với triển khai các biện pháp nghiệp vụ, việc phát huy vai trò của lực lượng công an xã phường trong phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đến từng hộ dân, xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự và vận động sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân trong việc phát hiện, tố giác tội phạm, góp phần đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tình hình trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, Bộ Công an đã triển khai cao điểm xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Triển khai nhiệm vụ này, Công an tỉnh Kon Tum xây dựng kế hoạch, huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường đã được phân công phân cấp. Qua đó, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn có những chuyển biến hết sức tích cực. Để tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện, lực lượng cảnh sát giao thông tiến hành việc tuần tra, kiểm soát, xử lý thường xuyên, liên tục, nhất là trên các tuyến, địa bàn trọng điểm vào những khung giờ có nguy cơ tiềm ẩn gây ra các vụ tai nạn giao thông. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện, các trường hợp không chấp hành việc kiểm soát, cản trở, chống đối người thi hành công vụ sẽ được xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài việc tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông đã tuyên truyền, vận động 155 nhà hàng, quán bar, nhắc nhở khách hàng không điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã uống rượu bia. Ngoài ra, tuyên truyền vận động 53 doanh nghiệp, hơn 1.400 cá nhân, nhà máy, chủ bến bãi chở hàng hóa đúng trọng tải, thiết kế của xe, không cơi nới thùng xe, cắt thùng xe trở về đúng với thiết kế quy định. Là lái xe tham gia giao thông, tôi luôn luôn lái xe đúng tốc độ và chở hàng đúng tải trọng và đảm bảo an toàn chính mình và chính cho người tham gia giao thông. Thời gian vừa qua thì tôi thấy lực lượng tuần tra cảnh sát giao thông kiểm tra thường xuyên xe tải trọng quá tải, chạy quá tốc độ, quá nồng độ cồn.
thời gian gần đây thì cái tình trạng mà xe quá tải hay là nồng độ cồn hay là tai nạn giao thông là giảm, bà con dân ở đây là rất là yên tâm. Sau 3 tháng ra quân thực hiện cao điểm, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh đã bố trí hơn 2.200 ca tuần tra kiểm soát với hơn 7.000 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Qua đó phát hiện xử lý hơn 5.600 trường hợp vi phạm, trong đó xử lý hơn 1.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, gần 800 trường hợp vi phạm về tốc độ, gần 250 trường hợp vi phạm về cơi nới thùng xe và chở hàng hóa quá tải, quá khổ. Xử phạt nộp ngân sách nhà nước hơn 8 tỷ đồng. Qua đợt triển khai cao điểm, trên địa bàn tỉnh xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông, làm chết 12 người, 8 người bị thương. So với cùng kỳ 3 tháng trước, tai nạn giao thông đã giảm cả 3 tiêu chí. Ngoài công tác tuyên truyền thì cũng thường xuyên kết hợp với các lực lượng chức năng liên ngành như thanh tra giao thông, lực lượng cảnh sát trật tự, lực lượng cảnh sát cơ động, thay đổi phương thức tuần tra cảnh sát, thay đổi cái khung giờ tuần tra cảnh sát, và qua đó xác định được những cái lỗi và cái nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn, tập trung xử lý về những cái đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập đua xe rồi nẹt bô kéo ga, tụ tập thành đoàn gây cản trở giao thông. Qua đợt cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, ý thức tự giác chấp hành các quy định pháp luật của các chủ phương tiện, của lái xe và người tham gia giao thông được nâng lên rõ rệt. Tai nạn giao thông đã giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương. Các trường hợp cơi nới thùng xe đã được vận động cắt, tháo dỡ. Thì trong thời gian qua có thể nói là về cái tình hình về xe chở hàng quá trọng tải cũng như là tự ý cơi nới thành thùng xe trên địa bàn tỉnh thì cơ bản đã được là ổn định, đã được đi vào nề nếp. Còn những cái hành vi vi phạm như là chạy quá tốc độ, như là vi phạm về nồng độ cồn đó thì chúng tôi vẫn tiếp tục là kiểm tra và xử lý thường xuyên. Trong thời gian tới, lực lượng công an tiếp tục nỗ lực quyết tâm duy trì kết quả cao điểm kiểm tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, phấn đấu không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, góp phần giữ vững trật tự xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Phóng sự vừa rồi đã khép lại chuyên mục An ninh Con Tum hôm nay. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.